Con làm cái gì đấy? Con học tiếng Anh ạ. Con đang học tiếng Anh đấy. Con học tiếng Anh ở trên điện thoại này, nhưng mà con vừa dí sát mắt vào đấy nó hỏng mắt đấy. À, hay là thế này, bố sẽ đưa cái chương trình học tiếng Anh để con lên TV màn hình to để con xem khoảng cách xa thứ hai mắt hơn được không? Tin không? Nha. Đấy, từ từ nhá. Cũng may là nhà Sâu vừa mới có chiếc TV QLED của Caster này, và ngày hôm nay bạn Sâu đã được trải nghiệm học tiếng Anh ở trên một cái màn hình lớn 55 inch. Và nhân tiện thì bố Sâu sẽ làm một chiếc video giới thiệu cái TV mới tinh của nhà mình tới mọi người. Với bộ nhớ lên đến 16GB thì bố mẹ có thể thoải mái tải những cái app học tập cho con và hướng dẫn con học tập ngay trên TV. Chất lượng màn hình thì siêu nét cả nhà. Màn hình TV QLED của Caster này sở hữu một công nghệ chấm lượng tử quantum dot với 1,07 tỷ màu. Đấy, với cái màn hình QLED thì màu sắc nó sống động và rực rỡ, giống như là được xem tận mắt. Và hai bố con mình thì cực kỳ thích xem chương trình Thế giới động vật, nhất là những cái video mà quay các loài động vật bằng chất lượng 4K vô cùng sắc nét. Trước đây thì nhà Sâu đã từng có một chiếc TV LED, thế nhưng mà khi chuyển qua TV QLED như thế này thì hình ảnh và màu sắc nó sống động hơn hẳn. Ngoài ra thì cái độ sáng màn hình được tinh chỉnh rất là dịu mắt, cho nên là bố mẹ Sâu rất là yên tâm khi mà cho bạn Sâu xem. Là một nhạc sĩ sáng tác nhạc, cho nên là mình khá là khắt khe đối với chất lượng của âm thanh. Tuy nhiên thì chiếc TV QLED của Caster này thì đã thỏa mãn được đôi tai của mình bằng công nghệ sound 3. Đây là một cái công nghệ là giả lập âm thanh vòm giống như là trong rạp chiếu phim ấy, cho nên là âm thanh rất là chi tiết và rõ nét. Những khi mà không có bố ở bên cạnh để đệm đàn cho để tập hát thì bạn Sâu nhà mình vẫn hay bật beat ở trên TV như thế này để tập hát theo. Nhiều khi là hai bố con cùng hát, cùng nhảy nhót theo bài hát rất là vui. Chiếc TV này thì sử dụng hệ điều hành Android 11 và có chức năng Google Assistant. Với cái chức năng này thì bạn Sâu nhà mình có thể trò chuyện được với cả chiếc Google, trò chuyện được với trợ lý ảo và có thể là tìm kiếm những cái bài học này, những phim hoạt hình này, những bài hát này hay là những trò chơi thông qua giọng nói chứ không cần phải tìm kiếm trên cái điều khiển nữa. Cơ hội cho tôi thể hiện đây rồi, bạn hãy mở loa lên và thưởng thức nhé. Ngày mới đến thì đi đâu, hỏi ngày Google là ra luôn. Hàng quán mới hay đường phố bóng phương, cứ hỏi ngày Google. Một chiếc TV như thế này với những cái tính năng vượt trội về mặt hình ảnh này, âm thanh hay là những cái ứng dụng thông minh hỗ trợ thì mình nghĩ rằng đó là một sự lựa chọn tuyệt vời cho mỗi gia đình. Và một chiếc TV QLED ở bên ngoài thị trường thì sẽ có mức giá không hề rẻ chút nào, nhưng với thương hiệu Caster đến từ Thái Lan thì chỉ với 12 triệu thôi thì chúng ta đã có thể sở hữu được một chiếc TV QLED hoàn hảo như thế này. Từ khi có chiếc TV Caster này thì nhà Sâu yên tâm hơn rất là nhiều khi mà để cho bạn Sâu có thể thoải mái tìm tòi khám phá những điều mới. Bởi vì có màn hình lớn 55 inch thì bố mẹ Sâu lúc làm việc ở chỗ khác vẫn có thể quan sát được bạn Sâu đang xem cái gì. Từ đó thì giúp cho bố mẹ có thể kiểm soát được những nội dung mà con đang xem. Chiếc TV cũng mang lại cho gia đình nhà Sâu những cái phút giây thoải mái và vui vẻ ở bên nhau. Sâu thì có nhu cầu học tập, còn bố mẹ thì có nhu cầu giải trí, xem TV, xem thể thao hay là ca nhạc. Bên cạnh đó thì Caster còn có chính sách bảo hành 2 năm với một đội ngũ kỹ thuật viên vô cùng là nhiệt tình và chuyên nghiệp giúp chúng ta có thể an tâm sử dụng. Tuy nhiên thì việc xem TV đối với các con cũng cần phải được kiểm soát rất là chặt chẽ và chúng ta chỉ nên là quy định những giờ xem cụ thể đối với các bạn nhỏ. Đối với nhà Sâu thì việc được xem TV giống như là một phần thưởng khi mà bạn Sâu đã hoàn thành những cái việc mà bố mẹ giao, như là làm việc nhà này hay là học bài này, làm bài tập xong này thì mới được xem TV. Chính vì thế mà chúng ta sẽ biến những phút giây được ngồi trước TV sẽ vô cùng đáng chờ đợi và vui vẻ. Con có thích chiếc TV này không? Con chúc bạn thích. Và ngày hôm nay thì bố Sâu có món quà để tặng tới mọi người, đó chính là những chiếc voucher trị giá 500.000 dành tặng cho 50 người có nhu cầu thực sự và comment đầu tiên bên dưới chiếc video này. Và ngay bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người nhé.